Một giống gà xuất hiện từ lâu đời, gắn liền với đời sống văn hóa và sinh kế của người dân tộc Mường ở xứ Thanh. Mẫu mã đẹp, sức sống khỏe, thịt thơm ngon là những đặc trưng vượt trội của giống gà này. Anh Đỗ Đồng Tâm, một giám đốc hợp tác xã tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời anh cũng đang là nhân vật của chương trình khởi nghiệp. Nhận thấy tiềm năng từ giống gà của địa phương, anh đã mạnh dạn đề xuất tham gia chương trình khởi nghiệp với một lĩnh vực mới. Rất nhiều nơi đã làm những cái loại giống gà khác, thì tôi muốn là một cái sự đột phá. Gà thầy là một giống gà rất quý hiếm, đang có nguy cơ thất truyền. Tiềm năng, giá trị về kinh tế, chất lượng của con gà rất thơm ngon. Chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi, nhưng mình tin tưởng rằng với sự đồng hành giúp đỡ của chuyên gia và sự quyết tâm của mình với giống gà thầy sẽ thành công. Phục tráng bảo tồn phát triển giống gà thầy của quê hương là hướng đi được anh Tâm cho rằng sẽ mở ra một hướng đi mới cho hợp tác xã của mình. Chuyến khảo sát đầu tiên diễn ra vào tháng 7 năm 2022. Đây là chuyến đi khá vất vả khi mà ekip khởi nghiệp cùng với chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã phải lội suối leo đồi để tìm đến tận nơi phát tích của giống gà này để đánh giá và thu thập nguồn gen. Bước đầu tiên là chúng ta phải thu thập thông tin, ngay nắm bắt thông tin từ địa phương, từ người dân người ta kể lại. Chúng tôi phải đi quan sát dựa trên cái kinh nghiệm chuyên môn đã có. Thì bước đầu chúng tôi có thể là đánh giá là nó là một giống hay không là một giống. Trong số khởi nghiệp trước, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã cùng với anh Tâm thực hiện hai công việc quan trọng là đánh giá cảm quan về mặt chuyên môn và thu thập nguồn nguyên liệu giống gà thầy về nuôi khảo nghiệm. Với sự hỗ trợ từ chương trình khởi nghiệp, anh Tâm đã thu thập một số lượng cá thể gà giống, đưa về nuôi khảo nghiệm tại trang trại của mình. Kể từ đây, anh Tâm cùng với chuyên gia khởi nghiệp sẽ thực hiện những bước nghiên cứu để xác định nguồn gen và hướng tới công bố giống. Khu chuồng nuôi gà cũ nằm trong vườn nhãn là nơi anh Tâm lựa chọn để nuôi khảo nghiệm giống gà thầy. Khu chuồng rộng 150 m². Đây là chuồng gà cũ. Đây cháu nuôi gà ta nhưng gà ta. Nhưng không hiệu quả. Nên cháu mới bắt gà thầy để nuôi. Thì nói chung là mình xác định nguồn gen thì mình cứ phải thu thập dần thôi. Chứ ngay một lúc thì mình cũng chưa thể có được, bởi vì nó tản mát ở trong dân mà. Có người có người không, hoặc có thể là người ta không bán. Trên cái việc thu thập nguồn gen giai đoạn đầu nó rất khó. Nhưng mà có được chừng đây là cũng là quý rồi. Thì sau đó là mình sẽ nhân dần lên thông qua cái quá trình sinh sản của con mẹ. Quan sát tổng thể khu chuồng mà anh Tâm chuẩn bị, chuyên gia nhận định khu chuồng tương đối kiên cố, phù hợp để tổ chức chăn nuôi gà. Chắc là trước đây là nhà mình cũng nuôi gà theo cái kiểu phân gian, phân lô đó rồi ấy gì. Thì chú sẽ lợi dụng các cái ô này của cháu để chú nuôi đàn bố mẹ. Sau đó thì nó đẻ con ra thì mình lại nuôi đàn con. Đấy. Vì nó không thể cùng đẻ một lúc được. Nó đẻ rất là rời rạc. Cho nên là mình cứ gây dần lên. Thế là muốn gây dần lên thì mình phải có nhiều ô thì mình mới gây được. Chứ ngay một lúc trong một ô thì không thể nuôi cả con, nuôi cả mẹ được. Chuồng này mà muốn cải tạo để nuôi thì mình sẽ mở rộng cái cửa sổ ra một tí để cho nó lấy ánh sáng bên ngoài vào và nó có cái không khí đối lưu thì cái chuồng nó sẽ thuận hơn. Cái việc tiếp theo nếu mà cháu định nuôi cái gà này thì ô thì cháu cứ để riêng này, nhưng mà mình sẽ cho chấu nữa mà, cho chấu giải dưới nền này. Đấy, vì con gà nó hoạt động ở trên cái đệm lót nó sẽ tốt hơn. Và cái đệm lót sẽ giúp cho cái vấn đề nó hút các cái chất bẩn từ trong phân vào. Đấy, và cái độ lót sau này mình lấy cái độ lót ra mình làm phân bón cây vẫn tốt. Chứ không nên để cái con gà đi trực tiếp dưới cái nền xi măng này là nó bẩn và cái vi khuẩn nó sẽ không được tiêu diệt. Đấy, tiêu diệt. Thế và máng ăn máng uống mình sẽ nuôi tại chỗ thôi. Để giúp anh Tâm tiết kiệm được thời gian và chi phí, chuyên gia đồng ý để anh Tâm giữ nguyên kết cấu khu chuồng, chỉ cần mở thêm một vài cửa sổ để tạo độ thông thoáng cho khu chuồng. Thì cháu sẽ mở rộng cái cửa sổ kia ra. Mở rộng cửa sổ cái ra, chỗ nào nó bé quá thì mình đục nó kia ra, mình căng cái lưới vào. Chỗ nào chưa có sửa cửa thì cháu đục, cháu lắp thêm cửa vào. Làm sao coi như là cái phần tường đấy này,
cái phần tường ở phía dưới này so với mặt nền này nó chỉ cao khoảng độ 40-50 phân thôi. Còn từ đó dưới lên thì bắt đầu mình mở cửa sổ nó rộng lên. Đấy thì mình cứ dựa theo cái cửa sổ hiện nay cháu đang có rồi thì cháu mở rộng cái cửa sổ ra. Thế là cháu sẽ biến thành cái chuồng. Thế còn cái chuồng này thì mình vẫn cứ làm hai lối đi ở giữa đây và bên trong mình cho chấu và mình nuôi thôi. Thì là cái chuồng này của cháu là vẫn giải quyết được nuôi ít nhất là được 2 năm cái quỹ gen khảo sát ở đây. Thế sau này đến lúc mà mình có muốn mở rộng đàn mẹ nó lớn lên rồi thì quá trình mình nuôi mà mình cảm thấy mình bán được con gà này được thị trường yêu chuộng thì mình làm riêng một cái chuồng khác. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, trong thời gian này, ngoài số lượng gà giống đã đưa về, anh Tâm cần tiếp tục thu thập nguồn giống gà thầy trong dân. Vì thế anh cần chuẩn bị thêm một khu chuồng cách ly nữa để khi gà mới nhập về có nơi để cách ly. Sau khi đủ thời gian cách ly, anh mới cho nhập vào đàn gà nguyên liệu. Nếu cho con gà nó đẻ ra quả trứng, cái con gà con nó được nở tại đây thì cái chuồng này cháu được phép nuôi cả con cả mẹ trong cái chuồng này. Nhưng nó ở hai cái ô khác nhau bởi vì cái quá trình chăm sóc gà con riêng và gà mẹ riêng nó có chế độ riêng. Thế còn nếu mà cháu mà lại nhập gà từ chỗ khác về đây thì cháu không được phép nuôi đây. Nếu cháu nhập về đây thì con gà khác nó sẽ mang bệnh về đây ngay. Vì cái quá trình cháu nuôi gà ở đây thì chú sẽ hướng dẫn cho cháu về các cái công tác làm vaccine, bảo vệ cái đàn gà ở đây cho nó tốt. Đấy, cho nên nếu mà mình đưa gà về là mình phải nuôi tân đáo ở một cái chỗ khác, nếu nó bảo đảm an toàn thì mới được nhập vào đây. Còn nếu không thì nó chết là mình hủy, mình vứt đi luôn, thì nó không lây bệnh vào trong cái chỗ này. Như vậy là khu chuồng nuôi gà của anh Tâm đã chuẩn bị tương đối đạt yêu cầu và chỉ cần điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ. Tiếp theo, chuyên gia sẽ đánh giá số lượng gà giống mà anh Tâm thu thập trong 2 tháng qua. Kể từ thời điểm thu thập giống gà thầy trong dân về chăn nuôi đến nay đã được hơn 2 tháng. Quá trình chăm sóc theo dõi giống gà này, anh Tâm đã nhận thấy những khác biệt. Con gà này cân đối, vừa phải, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, mà chất lượng thơm ngon, cái khả năng sinh trưởng, phát triển cũng như cái độ kháng bệnh và con gà này rất nhanh nhẹn, mà màu sắc lông là rất đẹp, rất đặc trưng so với tất cả các loại giống gà khác mình đã từng tìm hiểu và nhận biết. Mặc dù đây là đối tượng chăn nuôi mới, nhưng với sự hướng dẫn của chuyên gia, anh Tâm đã quản lý đàn rất tốt, hầu như không để thất thoát một cá thể nào trong 2 tháng nuôi. Gà sinh trưởng tốt, không mắc phải một dịch bệnh nào đáng kể. Ở 3,5 tháng tuổi, gà đạt trọng lượng trung bình từ 1,6 đến 1,7 kg một con. Không quá bé, như là các cái con gà bản địa khác, ví dụ như con gà kiến của Bình Định, tầm vóc nó bé, con gà tre nó bé, con gà này thì không bé. Thứ hai nữa tức là con gà nó gọn lông. Thứ ba nữa tức là chân da thịt là nó vàng. Vì chân mà đã vàng là da thịt sẽ vàng. Đấy. Và cuối cùng nữa tức là cái màu lông của nó là cũng khá là đồng nhất. Vì nhìn tất cả các cái cá thể ở đây, trong số những con ở đây thì chú thấy là nó đều có cái kiểu lông vằn cả. Chỉ có một số con là kiểu màu khác, con là màu đơn, con này màu nhụ thì cái này là bình thường bởi vì trong quá trình nó tạp đấy nó sẽ xuất hiện ra những cái con mà nó không đồng nhất về kiểu màu. Nhưng cái màu lông là một trong những cái tiêu chí mà chú có thể là hơn 30 năm làm công tác bảo tồn vật nuôi, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn có nhiều điều kiện để tiếp xúc với các nguồn gen bản địa. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của chuyên gia, cho đến thời điểm này chưa có một giống gà nào có ngoại hình tương tự như gà thầy. Sự khác biệt về mặt ngoại hình có thể là những tín hiệu vui đầu tiên cho dự án khởi nghiệp của anh Tâm. Đây này, cái màu lông của cái con gà mái đây hiện nay chú đang cầm là cái màu lông của nó là màu lông vằn. Vằn tại sao gọi là vằn? Bởi vì là nó có cái xen kẽ giữa cái điểm trắng và cái điểm đen, điểm trắng điểm đen nó cứ đan xen vào với nhau. Đấy. Thì đây gọi là lông vằn đen trắng. Lông vằn đen trắng. Đấy, thì đặc trưng nhất của cái con này là toàn thân. Cổ này, cổ cũng có vằn này. Nhất là toàn thân cũng có vằn này. Thứ hai là về cái màu da chân của con gà này là da chân nó không vàng hẳn như là các cái da chân khác, mà da chân của nó là có cái màu phớt xanh ấy. Đấy thì đây gọi là màu vàng chanh. Vàng chanh. Thứ hai là cái chân của nó là chân cao chứ không chân thấp. Chân cao không chân thấp. Thế và kiểu màu của nó thì là kiểu màu, đây là kiểu màu nụ đấy. Thế còn về kiểm tra này con gà này là rất có lườn này. Lườn đầy đây này, lườn đầy tròn này. Đúng không?
Đấy, lườn đầy chuồn chắc. Đây con mái thứ hai. Đây con mái một nhá. Con mái hai của nó là lườn cũng rất là đẹp đấy nhá, lườn tròn đấy đúng không? Lườn tròn. Nhưng mà con này so với màu lông kia thì sao? Thì nó là màu lông lông cũng là vằn. Chứ để chưa chết là mình phải khẳng định nó cũng là vằn. Đây này nó cũng có cái điểm điểm coi như là điểm đen này, xong rồi trắng này, xong rồi vàng nâu này. Thì con này nó có ba cái màu ba cái vằn khác nhau nhưng nó đan xen với nhau. Đấy thì nó tạo thành một cái lông vằn này và nó cũng chạy suốt từ thân trở xuống như con mái. Nhưng mà con này thì lại màu đơn. Chứ không phải là màu màu nụ như thế kia. Rồi chân của nó thì giống hệt nhau. Con này với con này là chân giống hệt nhau. Đây chân cũng nhỏ và chân của nó cũng có cái màu da chân. Không phải là vàng mà có kiểu như là vàng chanh. Đây này vàng nhưng mà nó vẫn có cái kiểu như mình cảm giác như là cái chân này của con nó có hơi phớt cái màu xanh xanh một tí. Thế và cái thứ ba nữa là con trống. Đây con trống nhá. Giống như chú sẽ mô tả những cái gì đặc điểm về màu lông của giống là nó giống nhau để chú mô tả. Đây con này nhá. Con này cũng là vằn. Thế là cườm cổ, cái cườm của nó cũng là vằn đấy này. Thế cháu nhìn thấy cái cườm của nó cũng vằn này. Đấy. Nhưng mà nó là màu vàng vì gà trống thì cái cườm của nó bao giờ cũng đẹp. Thế còn nếu như mà cháu nhìn cái gà trống di của mình ấy, thì cái cườm này của nó được cườm vàng ánh kim, nó khác hẳn. Đấy. Đây là màu này cũng màu nụ nhưng mà nụ như thế này gọi là nụ bèo dâu. Thứ hai là dái tai, thì toàn là dái tai đỏ cả đúng không? Thấy dái tai đỏ, đây xem con này có phải dái tai đỏ không? Dái tai đỏ không? Đúng dái tai đỏ nhá, con này dái tai đỏ không? Đấy là đỏ hết nhá, đúng không? Đây tích đỏ nhá. 20 cá thể gà được lựa chọn kỹ càng và được đánh giá tốt về mặt ngoại hình. Giờ đây anh Tâm sẽ tiếp tục áp dụng quy trình chăn nuôi gà sinh sản để phát triển và nhân đàn. Từ đó chuyên gia sẽ cùng anh khảo sát đánh giá giống qua các thế hệ chăn nuôi. Nuôi cái con gà này lên để đến cái giai đoạn sinh sản chứ. Vì tính từ cái giai đoạn 1 ngày tuổi cho đến khi lên đẻ là con gà này nó phải trải qua 6 tháng rồi. Cho nên là con gà nó phải có một cái giai đoạn là từ mẹ đẻ ra con, xong rồi từ con biến đổi thì lại thành mẹ thứ hai. Thì nó phải liên tục như vậy qua các cái thế hệ thì chúng tôi mới đánh giá được cái tính ổn định. Thế và tính ổn định về mặt ngoại hình thì nó là một trong những chi tiêu rất quan trọng để đánh giá về giống. Thế và kể cả cái năng suất của nó không được thay đổi. Đấy, nó chỉ ít thay đổi thôi và ví dụ như là sản lượng trứng của nó không thể có cái chuyện đột biến là đời mẹ của nó nếu nuôi cùng trong một cái điều kiện dinh dưỡng như nhau. Đời mẹ của nó đẻ 100 con mà đến đời con của nó mà mình tác động một chút thức ăn vào nó lên 150 con thì không thể có được. Nó chỉ lên được một chút thôi thì đấy cũng là một cái yếu tố thứ hai, tức là ổn định về mặt năng suất. Vậy đấy thì cho nên là cái quy trình đánh giá là nó phải trải qua những cái khung thời gian nhất định như vậy thì tôi mới có những kết luận cụ thể. Cuối ngày, anh Tâm mời chuyên gia và ekip khởi nghiệp dùng cơm với gia đình. Trên mâm cỗ ngày hôm nay có món gà thầy. Ở Ngọc Lặc giờ đây, thịt gà thầy được xếp vào hàng đặc sản bởi không chỉ hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt mà còn là vì đây là một sản vật quý của địa phương. Anh Dũng với vai trò là cán bộ địa phương cũng như là người dân trực tiếp sinh sống, sinh ra và lớn lên ở đây thì không biết là đối với cái giống gà thầy này thì anh Dũng đã từng thưởng thức bao giờ chưa và cái đánh giá khách quan của anh về cái giống gà này như thế nào? Đối với gà này thì hôm nay là thưởng thức đầu tiên. Người địa phương mà lần đầu tiên thưởng thức không ạ? Thật sự là như thế. Vì thôn của anh là không có gà. Không có cái gà này. Vâng. Không có gà thế. Mà gà này thì đúng là phải mãi những cái làng ở trên đó không. Cách đây 20 cây nhỉ? Vâng. Còn về cảm quan thì thật sự là rất là ngon. Cảm giác ăn con thịt con gà này mình cảm thấy rất thơm mà nó béo. Bước đầu cũng tạo cho tôi một cái niềm tin, thấy con gà này nó cũng có những cái tính hấp dẫn của nó. Cái màu sắc thịt của nó rất là đẹp. Đấy, hôm nay bây giờ ta thịt ra, thứ ba là ta nếm cái vị của con, cái thịt của con gà nó không, nó vừa ngậy, thứ hai nó cũng béo rất thơm. Đấy, và nếu như con gà này mà ít tuổi hơn một tí nữa thì ăn hơi sẽ dai. Ngon hơn chứ dai, nếu như dai. Tuổi này là hơi bị dai. Đấy, hơi bị dai. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là màu thịt là đẹp. Thứ hai là thịt thơm. Và thứ ba là thịt ngọt. Thì cái đó là sẽ dễ đi vào cái người tiêu dùng tốt hơn. Con đường để gà thầy thực sự trở thành một sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ còn cả một chặng đường dài. Thế nhưng với những tín hiệu khả quan đã đánh giá, anh Tâm hoàn toàn có thể tin tưởng và hy vọng về tương lai cho giống gà của địa phương.